Chị Vi trở lại với quý vị để tiếp tục buổi nói chuyện với nhà văn Ngọc Cường đến từ Ohio. Ông là hậu duệ của Tự Lực Văn Đoàn và ông đã cho ra đời ba tác phẩm Bèo Dạt, Hệ Lụy và Bâng Quâng. Tác phẩm Bâng Quâng vừa được cho ra mắt ngày hôm qua tại quận Cam rất là thành công với số người tham dự rất đông và chương trình rất là phong phú. Ngày hôm nay tác giả đến đây với chúng ta để có dịp và chúng ta có dịp được nói chuyện và tìm hiểu thêm về tác phẩm Bâng Quâng của tác giả Ngọc Cường. Thưa vâng, khi anh viết giống như Thủy Vi vừa mới nói, anh muốn được người độc giả, anh thật sự không có một cái kết thúc và anh muốn người độc giả tự suy nghĩ để xem rằng những cái ý tưởng anh trình bày đó, những cái ký ức mà anh chia sẻ đó, những cái cảm xúc đó, thì có phải đó là một cái phương cách và một cái lối, một cái style viết của riêng anh hay không? Và thưa chị Thủy Vi, thưa quý vị, chắc có lẽ đúng, nhưng mà tôi cũng không biết là cái style của tôi là như thế nào. Bởi vì cái vấn đề phê bình văn học thì tôi không có rành rẽ. Có lẽ là phải nhờ những cái quý vị mà chuyên về phê bình họ nói đến. Tôi mục đích chính chỉ là ghi lại những cảm xúc, những cái mẩu chuyện mà tôi thấy hấp dẫn. Đối với tôi là người kể chuyện cho quý vị, một người hầu chuyện quý vị. Mà còn cái vấn đề kết luận của câu chuyện hay là ý nghĩa của câu chuyện thì hoàn toàn là do độc giả tự tìm lấy, và bởi vì tôi nghĩ là mình nên tôn trọng độc giả. Và cũng như là một người làm cho món ăn thì để cho người ta thưởng thức, và đôi khi có nhiều những cái chi tiết người ta cũng cần biết đến. Dạ vâng. Có bao giờ thưa quý vị, Thủy Vi đã từng nhắc tác giả Ngọc Cường là hậu duệ của Tự Lực Văn Đoàn, vì ông chính là cháu ruột của tác giả Nhất Linh. Thì bây giờ Thủy Vi xin phép được hỏi, có bao giờ hình bóng và tên tuổi của Nhất Linh, của Tự Lực Văn Đoàn đã gây cho anh một cái áp lực là khi anh viết thì anh phải viết như thế nào và viết làm sao để xứng đáng là hậu duệ của Tự Lực Văn Đoàn hay không? Thưa, cảm ơn chị đã hỏi cái điều đó, bởi vì chính ra là nếu mà nói tôi là cháu nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam thì chính đó là một cái kẹt của tôi, là bởi vì một nhà văn cần phải có một sự độc lập. Và có thể hồi trẻ tôi bị rất ảnh hưởng nhiều của văn của mấy ông chú tôi, nhưng mà sau này thì trưởng thành thì tôi nghĩ rằng là tôi cần phải đứng độc lập. Và cái người nhà văn mà ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất bây giờ không phải là ông Nhất Linh, ông Hoàng Đạo, ông Thạch Lam, mà là một nhà văn người Anh, đó là ông Somerset Maugham. Và những cái tác phẩm của ông có lẽ là ảnh hưởng tôi rất nhiều. Trường phái của ông Somerset Maugham là trường phái nào anh? Nếu mà cần phải giới thiệu đến với quý khán giả mà ông chưa được quen biết tới tác giả này. Vâng. Ông Somerset Maugham là một trong nhiều người mà người ta nói là viết truyện ngắn hay nhất thế giới. Ông là người Anh và ngày xưa thì lúc ở Việt Nam thì tự nhiên tôi không đọc tiếng Anh được, thì tôi đọc những bản dịch tiếng Việt và tiếng Pháp, và qua đây thì bây giờ tôi đọc tiếng Anh được. Thì cái trường phái của ông, tôi nghĩ là ông ấy là một người rất sâu sắc và diễn tả tâm lý rất là hay. Đó là cái ấn tượng mà mãnh liệt nhất đã ảnh hưởng tôi về văn phong của ông Somerset Maugham. Thưa quý độc giả, quý khán giả, anh Ngọc Cường viết từ lúc, theo như Thủy Vi nhớ không lầm, từ năm anh mới có 9 tuổi. Thì cái bài văn hay là cái tác phẩm đầu tiên của một cậu bé 9 tuổi nó khởi sự ra từ đâu thưa anh? Dạ thưa chị Thủy Vi, năm đó tôi 11 tuổi. À vâng, 11. Thì nhà văn Nhất Linh có ra tạp chí Văn Hóa Ngày Nay. Thì lúc đó tôi 11 tuổi thì tôi viết nhật ký. Sở dĩ tôi viết nhật ký là bởi vì tôi thấy cô bé Anne Frank viết nhật ký rất hay. Thì tôi cũng bắt chiếc cô, tôi viết nhật ký. Rồi tôi quảng đó. Nhưng mà ông anh của tôi
ông ấy lục tổ thế nào tôi không biết, ông ấy đọc ông thấy ngộ nghĩnh thì ông đưa cho nhà văn Nhất Linh xem, thì ông Nhất Linh mới quyết định rằng là bây giờ nên mở ra một cái mục gọi là Lan Hàm Tiếu để khuyến khích các em nhỏ như tôi 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi viết, và có rất nhiều em bé trạc tuổi tôi lúc đó cũng được ông chọn đăng. Và một điểm cần nói ở đây là ông Nhất Linh trả tiền nhuận bút cũng rất hậu hĩ cho mấy các em như tôi, thì đó là khởi sự của cái việc viết văn của tôi. Tuy nhiên sau khi lớn lên thì tôi cũng có viết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi không có cái khả năng viết, và cái ngôn ngữ rất là nghèo nàn, thành ra tôi không không có biết tí nào cả. Cho đến khi gần đây lớn tuổi rồi thì tôi mới nghĩ rằng là cuộc đời của mình cũng cũng trải qua nhiều cái đoạn trường, nhiều cái gay go, mình cũng có thể có một chút xíu gì kinh nghiệm bản thân, với cộng thêm một chút xíu nghệ sĩ tính chăng, thì tôi bạo bạo dạn viết một cái truyện ngắn năm 2011 và cũng gửi đại cho báo Người Việt, thì không ngờ nhà văn Quốc Bảo, Phạm Quốc Bảo đã đón nhận nó và đăng trên tờ báo. Do đó từ đó mà tôi có một chút tự tin và được sự khuyến khích của anh Bảo, thì tôi mới trở thành một nhà văn tập tành viết. Mỗi một tác phẩm, mỗi một câu chuyện ở trong mỗi một tác phẩm, anh đã phải mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu cái khoảng thời gian mà để cho anh hoàn tất một câu chuyện? Có bao giờ mà anh ngồi anh viết từ đầu tới cuối và xong ngay một câu chuyện, hay là nó dài là 2 3 tuần hay là 1 tháng? Thưa chị, như tôi đã nói lúc đầu, tôi không có khả năng nhiều, thành ra không thể nào tôi viết một một lèo một xong một câu chuyện, mà viết sửa đi sửa lại rất nhiều. Và trong cái quá trình viết thì cũng phải ít tháng mới viết xong một cái chuyện ngắn. Đó là cái khả năng của tôi nó như vậy. Dạ. Đối với thế hệ trẻ các em, hoặc là ngay cả đối với Thụy Vi mà thật sự muốn được học hỏi thêm và tập tành để trở thành một nhà văn, thì anh có cái lời khuyên gì và anh có những gì để gửi gắm những người Dạ, đi sau? thưa thưa cái đó quan trọng là bởi vì nhiều người cũng sợ viết, bởi vì sợ viết sai chính tả, sợ viết sai này kia. Nhưng mà theo tôi đó, thì cũng như nhà văn Nhất Linh đã nói trong cái cuốn Viết và Đọc Tiểu Thuyết, là tất cả mọi người đều có thể là nhà văn nếu có lòng chân thật và có cái sự xúc cảm thành thật, và ghi lại. Không cần biết đến cái sự viết sai chính tả hay ngôn ngữ này, cái việc đó có thể nhờ một nhà văn lão luyện họ sửa cho mình. Cũng như tác phẩm của tôi cũng được nhà văn Phạm Quốc Bảo và nhà văn Bùi Bích Hà là hai người cũng sửa lại, chỉnh sửa lại, gọi là edit lại, thì chúng ta cũng không nên lo ngại cái chuyện gọi là về kỹ thuật như vậy. Cái quan trọng là cái lòng thành và cái tâm hồn dễ xúc cảm. Tác phẩm Bâng Khuâng, cuốn sách rất là đẹp thưa quý vị. Vậy thì nếu mà muốn tìm mua Bâng Khuâng và muốn có được trong tay một tác phẩm của anh Ngọc Cường thì chúng ta phải và độc giả phải đi tìm ở đâu ạ? Dạ thưa, cuốn Bâng Khuâng do nhà xuất bản Người Việt đồng xuất bản với Amazon Book, thì quý vị có thể mua thẳng qua báo Người Việt hoặc kiếm ở trên Amazon thì sẽ có thể có được cuốn sách của tôi. Tuy nhiên nếu quý vị muốn có chữ ký của tác giả thì chúng tôi sẵn sàng ký ký và gửi đến quý vị. Đó là Vậy liên lạc với anh để mà có được chữ ký cùng tác phẩm thì phải liên lạc như thế dạ nào ạ?
thưa, thì qua email là hay nhất. Thì email của tôi cũng giản dị là tên của tôi là Nguyễn Tường Cường, thì @yahoo.com đó. Thì xin quý vị cứ liên lạc và tôi sẵn sàng ký và gửi đến tận tay quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, tác phẩm Bâng Khuâng là một trong ba tác phẩm của tác giả Ngọc Cường. Và đối với Thủy Vi, cuốn sách này rất là hay, có những cái mẩu chuyện mà làm nói lên những mảnh đời của chúng ta và rất là thiết thực và đầy cảm xúc. Xin quý vị liên lạc với nhà văn Nguyễn Tường Cường, tức là anh Ngọc Cường, nguyễntườngcường@yahoo.com, hoặc đến Người Việt hoặc Amazon. Chúng ta phải có cái cuốn sách này để biết thêm và thấu hiểu thêm những cảm xúc của một người đang viết văn và đã ra cho ra đời những tác phẩm rất là nồng nàn những cảm xúc và ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Ngọc Cường đã đến Quận Cam và cho chúng ta có một buổi ra mắt sách thật là thành công. Và xin gửi lời chào đến quý vị, xin anh gửi lời chào. Xin cảm ơn chị Thủy Vi, xin cảm ơn khán thính giả của đài đã cho phép tôi có cơ hội lên đây để bày tỏ một số chân tình và giới thiệu cái tác phẩm Bâng Khuâng của tôi. Chúc anh thành công và sẽ cho ra đời thêm một tác phẩm nữa trong nay mai. Dạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.